Ồ, xin chào. Bây giờ thì trên sân khấu của chúng ta lại xuất hiện thêm một phong lì xì nữa. Tôi cảm giác giống như là cô dâu giống với chị Hồng Vân. Mọi người có thấy là có nét gì đó hao hao giống nhau không? Giống không? Vâng. Rồi bây giờ xin mời cô dâu và chú rể, cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son trong đầu năm mới, thì xin hai người giới thiệu về mình. Em là Mai Thế Tâm, năm nay 34 tuổi. Em đang công tác trong lĩnh vực truyền hình. Em xin giới thiệu, em tên là Như Ngọc, năm nay em 24 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Em học khoa nào? Dạ em học khoa đạo diễn. Người này thì đã công tác bên lĩnh vực truyền hình. Nhưng mà em làm bên truyền hình, nhưng mà em làm cái ngành nào? Dạ em làm bạn này chỉ đạo em ạ. Rồi chúc hai vợ chồng qua năm mới sẽ có một tác phẩm điện ảnh nào đó phục vụ cho công chúng. Con em làm diễn viên đó là được. Cả nhà cùng làm phim. Có con chưa? Dạ em có một bé gái năm nay được 13 tháng. Tâm và vợ Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì là gặp nhau ở trong trường sân khấu điện ảnh. Học khác khoa nhưng mà trước một năm thì vợ vào sau. Đầu tiên em ấn tượng xấu lắm, nhìn thấy một cô bé lép siêu mỏng luôn. Tivi màn hình lép à? Màn hình lép luôn á. Em cứ tưởng là học diễn viên cơ. Thế em bảo, ủa bé này sao học diễn viên mà nhìn nó như cái xào ấy, nhìn nó chán chết được. Hồi đó mỏng mỏng là mốt chị ơi. Trời mình dây mà đúng không? Thế còn em thì khi nào thì em mới gặp ông này lần đầu tiên? Lúc mà em đi giúp bài tốt nghiệp cho một chị lớp trên thì em trong tổ hậu cần, anh Tâm thì trong tổ thiết bị. Ấn tượng rất là xấu tại vì vừa già vừa dữ mà nói chuyện không có duyên. Thì... không có duyên sao lấy. Em trong tổ hậu cần thì em chuyên phục vụ nấu ăn rồi cơm nước. Có một buổi thì em gọt xoài cho mọi người ăn tráng miệng. Anh giật lấy trái xoài nó hơi gọt xấu quá, đi anh gọt cho. Cái trái xoài người ta ngon thế mà cái dao cứ bặt này như chó gặm á. Quê tập đầu rồi lần thứ hai đang trên xe di chuyển thì em ngồi trên cái thùng nước. Lập tức ảnh đứng anh chỉ tay đi xuống. Em trợn mắt em nhìn không hiểu gì hết. Nước của đoàn uống không được đặt đít ngồi lên. Thế là quê tập 2. Bình nước cả đoàn uống thì để cái mông lên. Trời ơi. Có lần thứ ba không? Lần thứ ba hả chị? Chắc của ảnh á. Em cứ sai kiểu là em cũng chọc thôi chứ không phải là sai. Thế mà Ngọc mang nước cho diễn viên, Ngọc mang nước cho tổ thiết kế, Ngọc mang nước cho đạo diễn kìa. Thế xong là lần thứ 4, thứ 5 em nói Ngọc ra đây bảo. Em bảo xoay tay ra. Thế em nắm tay, ui tay đẹp thế. Thế xong là mà cái này rồi có bảo có ghét lên lần thứ 6 không? Không, lại cần bén lén đi ra. Thế mới sướng. Anh thì cứ nghĩ là Tâm lại kêu là Ngọc là đây chân thơm miến. Không, nói thế là không được, mình phải lừa. Mà em lừa 3-4 lần luôn á. Em làm lại y như vậy coi, em diễn tả Ngọc như vậy coi. Ra đây bỏ. Sao đây ra. Người tay đẹp thế. Thế mà cũng thơm. Không, những lần thơm lúc đó thì chưa được. Tại vì cũng nói là hơi sờ đến lần thứ 4 mới thấy có cảm giác mà chị. Khi nào mới thơm? Thơm hả? Thơm thì nó cũng buồn cười lắm. Giao tập. Thì tụi em cũng qua lại rồi xảy thì từ từ có tình cảm. Hay hôm đó quyết định đi tỏ tình. Vợ em thì hay em đặt lắm, ra mua bánh tráng trộn, xoài đủ các thứ ở dưới hồ đá. Nên hai đứa ngồi cho cô ngốn hết cái mớ đó thì thế xong là ê làm bạn gái nhá. Thế là cũng em thấy lặng im, xong là 3 giây sau thấy gã đầu vai rồi anh. Lúc đó nó dần dần nó sướng. Nhưng mà nó ác một cái là nó ăn xoài cho mắm nêm. Đau lắm. Em mới hồn cái không bao giờ em quên cái mùi mắm nêm đâu. Đời nó được gọi là nụ hôn mùi mắm nêm tỏ tình mà ê là mà ngang nha. Quá ấn tượng rồi. Có cái lần nào mà cũng ấn tượng như vậy nữa không? Ấn tượng hơn nữa lúc mà cầu hôn em á, xa nhau khoảng 3 tháng không có gặp mặt, chỉ gọi điện thôi. Thì tự nhiên bữa đó buổi tối thấy anh xuất hiện mặc quần cục áo thun, không có giống gì đi cầu hôn, như là đi chơi ghé qua vậy đó. Xong rồi anh đưa ra một cái chiếc cốc sâu ỉnh vẽ hình một con heo mập ú ở trong đấy, xong rồi có một cái hai bàn tay ôm lại nhìn rất là xấu kinh khủng. Em chưa thấy cái ly nào mà xấu như vậy. Ở trong đó có một tờ giấy ghi em đồng ý làm vợ anh nhé. Thế là đủ rồi. Nó xấu lắm anh ơi, em tại không vì... nghĩ nó là dùng để dành cầu hôn luôn á. Nó không có lãng mạn, mặc dù cái khung cảnh nó rất là lãng mạn. Lúc đó thì em mới có 21, 22 tuổi
còn nhỏ xíu, còn ham chơi, với lại nghĩ trời vợ cưới chồng xong ở nhà cơm nước bếp nút này nọ em chưa có muốn, thôi để từ từ. Lúc đó phản ứng của ông xã sao? Em thấy đang cười tươi lắm, nhưng mà xong rồi bất ngờ tản tòa ngồi như mất hết cái món quà mà tự tay mình. Được. Bây giờ cái heo nó còn không? Còn chứ. Cái ly anh có dạ ly. Còn. Em để dưới rồi. Để em đi lấy. Rồi. Đây cái ly. Để con có sao. Đây là sản phẩm rất là đẹp. Hai bàn tay em ốp rồi trong con heo sau có điểm chỉ luôn. Là em tuổi heo hả? Dạ không, em tuổi con ngựa nhưng mà. Anh như heo nên em đặt là heo. Rồi xong lúc em có quê rồi em thôi luôn ý định đó không hay là sao? Không, tụi em quen nhau tới 4 năm. Thế nhưng mà thì cũng vì cái chuyện vợ em chỉ có học thôi chứ không biết làm gì cả. Em chỉ hoài mà không nghe. Thế nên em cũng hơi chán. Nên lần cuối cùng thì quyết định chia tay, không phải là vì không thương mà em quyết định chia tay để cho là nhận ra và học hỏi thêm nhiều. Thì cái hôm chia tay cũng sướt mướt lắm, cũng khóc lóc. Thế xong mà em có một cái câu nói của vợ em mà em nhớ nhất bây giờ, mà đó là cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng để mà tụi em tiến đến hôn nhân. Thì vợ mới nói em một câu là quen em coi anh như là ba của em. Thì em nghĩ là em là người rất quan trọng với vợ và vợ cũng rất là cần em. Nhưng mà là có cầu hôn như thế nào để vợ đồng ý không? Có, về nấu ăn cho cả tháng rồi á. Ai nấu? Em. Đó, sao Ngọc? Ngại quá. Ảnh nấu cho em ăn một tháng trời và liên tục rỉ tai cái chuyện mà cưới anh đi, em sẽ được cái gì dàn trải sắp xếp hết, cuối cùng em phải động lòng anh. Động lòng? Dạ. Tại vì em nghĩ là vợ thì còn nhỏ, 22 tuổi thôi. Nhưng mà em thì 32 rồi. Mà bây giờ em không cưới nữa, sau này lấy răng đâu mà nhai cơm cho con. Đúng không? Thế thì em phải tính cho em nữa. Nói chung là em nhưng có mà, sự thuyết phục. Nhưng mà bây giờ là lấy nhau rồi thì cái cuộc sống nó đã thoải mái chưa? Cô này đã phụ em trong công việc nhà được chưa? Ui, vẫn thế chị ơi. Đã phụ một chút xíu. Cái Tết năm nay là ai là người chuẩn bị Tết? Năm vừa rồi á, thì là hai vợ chồng ở đây. Ăn Tết ở ngoài Bắc bao nhiêu năm nó quen rồi. Thì là em bày ra làm giò chả bánh chưng tất tật như là ngoài Bắc, nhưng mà vợ không làm được cái gì cả. Mình em làm hết luôn. Mình em làm hết. Em bảo là rửa lá bánh này, em chỉ cho rửa mặt trong mặt ngoài. Đến lúc em kiểm tra cái gân lá còn nguyên đất, em bảo tại sao rửa này còn nguyên đất này, em bảo thì anh dặn em là rửa mặt trong mặt ngoài, em rửa mặt trong mặt ngoài, có dặn em rửa cái gân đâu cũng điền máu không? Xong rồi em bảo thôi thế thì cắt cái thịt đi anh, ra khổ rồi đó, xong cứ cắt cho nó to to vào để mới gói được bánh chưng. Lúc sau em rửa xong lá, cắt xong chưa, gần xong rồi, đẹp lắm anh. Cắt ra nó to thật nhưng mà nó mỏng như tờ giấy á. Làm sao mà gói bánh chưng? Phải đi mua thịt khác á. Lại phải đi mua thịt khác, xong rồi mới chỉ là cắt cái như này phải dày thì mới gói được bánh chưng ở kia. Rồi lúc chuẩn bị có thấy bực ức không? Lúc đó cũng bực, tại vì làm của mình gói xong bánh chưng bỏ lên nồi xong mới đi xào giò, thì em xào được mẻ giò thủ á. Thế xong là đến mẻ thứ hai bảo đấy em cũng đã nhìn thấy anh làm chưa, thì cứ thế làm theo như vậy. Thế em lên em bó xong thì ngồi ung dung ở trên bàn vẫy đùi chơi iPad. Đến lúc mà em thấy mùi khét khét, thế là nó chạy bổ nhào xuống. Em xuống thì cái mặt bên dưới của thịt ấy nó thành tóc mỡ đen thù lùi, còn mặt trên vẫn sống. Điên xong rồi, lúc đó là cái lúc mà em bực nhất. Có bác nằm sắp đánh ba roi. Lúc đó ngày Tết thì em cũng tế nhị, em không nói, em bảo đúng là đồ bạn con thỏ. Rồi. Lúc bị chồng mắng với em có tủi thân không? Dạ có chứ chị, tại vì không phải là mình đoán mà là mình có cố gắng, nhưng mà ảnh không có thấy được cái sự cố gắng đó của mình. Có là mà thấy. Mặc dù cái sự cố gắng của mình so với người ta nó không có cao. Không có thiên bẩm về vấn đề là nấu ăn đúng không? Em nghĩ không phải, em rất là có năng khiếu về việc làm món ăn vặt nha. Bánh bông lan, hộp vịt muối hay là rau câu, bánh lăng gì em làm ngon lắm. Cái đó không bao giờ em ăn. Nghe nè, thấy Tâm thì lớn hơn em là 10 tuổi hả Tâm? Dạ. Đôi tuổi. Và nãy giờ có vẻ như Tâm là kèo trên á. Đúng không? Đúng không? Dạ. Mỗi lần như vậy mà làm hư một cái gì á, Tâm coi như là Tâm quát. Có cái nào mà quát mắng không? Nhưng có bị bố mắng thường xuyên không? Bị mẹ mắng á chị. Đâu bố này mẹ. Dạ đây Tâm. Hai mẹ ruột và mẹ Tâm. Em mới ba mấy nhưng mà giống như bây giờ em phải nuôi hai đứa con. Một đứa 13 tháng, một đứa 23 tuổi. Nhưng mà em mắng vợ em sao mà vợ em nói là giống như mẹ mắng à? Y chang cái vụ mà rửa rau, em rửa theo ý của em, miễn sao em cảm thấy sạch là được. Nhưng mà ảnh lúc nào thấy em chuẩn bị làm gì là ảnh đứng, ảnh chắp tay xuống đất chỉ đạo. Rửa dày dày, làm dày dày. Quê, tức, khó chịu, làm khác lại cho bỏ ghét. Nhưng mà cái hành động mà ông chồng chắp tay sau đít đi tới là lui, ông nhìn dòm ngó xong một quát á. Bây giờ mọi người có muốn nhìn là thấy hành động không?
tay sao điếc cái lùi quách rửa về sau sạch đó. Đây cái này phải lật như này nọ ông rửa đi. Nãy giờ nghe Tâm nói xấu về vợ vậy nhưng mà cái mặt rất là yêu, kiểu mà nhìn cái đấy em cứ nói vợ em thế rất là say đắm không? Đương nhiên là ngoài bên cạnh những cái đó thì vợ em phải có những cái điều mà thiệt là dễ thương thì em lấy đúng không? Sao thì lỡ rồi chấp nhận. Thực ra thì vợ em ít tuổi thế nhưng mà biết suy nghĩ cho gia đình. Mặc dù là ở ngoài Bắc á, thì cái chuyện mà con trai miền Bắc mà lấy vợ là người miền Nam ấy, thì những cái phụ huynh người Bắc á, người ta sẽ khắt khe hơn. Thế nhưng mà bố mẹ em thì rất là ok, dạ, rất là ngoan, không bao giờ đâu. Thôi bây giờ nè, có một cái điều bất ngờ dành tặng cho hai vợ chồng. Mời hai vợ chồng đứng lên kiếm coi trong cái bó bông này có cái gì. Ê có à. Yeah. Ê, một cái thôi. Rồi xin chúc hai vợ chồng em một năm mới cuộc sống gia đình luôn luôn hạnh phúc và sẽ thành công với tất cả những dự án ấp ủ gì của hai vợ chồng nha. Dạ em cảm ơn chị.